Chào các bác nhá. Bọn em hôm nay lại đi vào rừng các bác ạ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một món mới, đó là mía nướng trong ống tre, mía hấp quế nướng trong cái ống tre. Còn bây giờ bọn em đang đi lấy quế. Sau đấy là chuẩn bị những cái nguyên liệu khác nữa. Nó gồm có những gì thì các bác theo chân bọn em nhé. Ok, let's go. Đi. Đi thôi. Xin chào. Bây giờ các bạn, đây đến vườn quế rồi. Đây. Sau vài phút đi bộ thì bọn em đã đến cái chỗ rừng quế rồi. Đấy đấy, lên lấy đi. Lên lấy đi. Đây cây cây quế đây các bạn. Giờ em phải lên hái lên mấy cành đã. Cái đầu tiên phải chuẩn bị đó là quế đã. Mía hấp quế mà không có quế thì không được gọi là mía hấp quế rồi. Ok, lấy thôi. Bẻ đi. Cao quá đúng không? Chờ chú đi. Đây rồi, đây rất nhiều quế các bạn. Ủa, đây là cả rừng quế luôn này. Toàn quế đấy các bạn. Đây, đây mấy cái cây quế to này. Đây là quế hết các bác nhá. Trái bẻ đi. Bẻ một cành đi. Đây, đang vào lấy cái cành thấp này nhá. Lấy cái cành này thấp nhất này, trong lấy cành này thôi. À, kia kia đúng rồi. Chỗ thằng nhóc kia là cây còn thấp hơn nữa. Rồi, let's go. Đi rồi. Sao nào có bẻ được cành nào không? Đây là chính là cái thanh niên hôm trước đi ăn xổ bị rơi vào cái ruộng bùn sờ mờ lờ luôn các bác. Đây rồi, cây quế đây rồi. Bẻ lấy một cành thôi. Đây các bạn. Đây là cái lá quế, cái cuống của lá quế đây. Cay cay, cay cay thơm thơm. Đó, lấy quế nhanh đi về nào. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đây, ngoài có hai đệ cứng tiếp theo. Đang ăn quế các bạn. Đây là lá quế nhá. À, nhìn này. Đây là một vườn quế luôn, thật là tuyệt vời. Và bây giờ bẻ lấy một cành thôi. Đây rồi các bác, rồi có quế và bây giờ về chuẩn bị mía thôi. Bây giờ là đi về đâu? Rồi đi về đi. Thì mà lấy mấy cây con về trồng được. Mấy cây rồi? Nhổ đi nhổ lấy 1-2 cây xong đi về thôi, muộn mất rồi. Ok đi thôi các bác. Bây giờ bọn em lại trở về nhà để chuẩn bị mía. Đi, đi về thôi. Cẩn thận nhá, ngã dập mông như hôm trước nha. Thành niên đi thôi, đi về đi. Mà đi về thôi. Lấy 1-2 cây thôi, lấy nhiều có trồng được đâu mà. Đây các bác ạ. À, đây là một cây quế cao to cổ thụ đây rồi. Tranh thủ trước khi về thì cho các bác thấy rừng quế ở đây nó bàn ngàn này. Đây là quế hết, tất cả là quế. Và hôm nay bọn em gọi là đi lấy trộm nha. Mấy cái xin phép là nhà chủ, nhưng mà nhà chủ thấy chắc đang ngủ trưa. Không thấy động tĩnh gì mà không hái trộm. Để trộm lấy vài cành để chặn không sợ đâu. Rồi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi về thôi. Go, go, đi về đi. Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trở về nhà thôi. Giờ là bọn em chặt mía các bạn. Đây là vườn mía nè. Đây, giới thiệu các bạn. Các bạn, thấy vườn mía này. Khá là nhiều mía. Một mình tay mẹ trồng. Và đây có cả hai bì chuối tiêu rất là ngon này. Hai bì chuối tiêu mày mà đến dịp Tết thì cà chê rồi. Mía mà hấp thì mình sẽ lấy cái mía mềm mềm, mía lùi. Chặt lấy 2 cây nhá.
Một cây to như nữa. Mình lấy đoạn đoạn đấy thôi, cắt đi. Đấy. Lấy miếng này mới mềm mới dễ ăn các bạn. Lấy một cây nữa, lấy một cây kia nữa, cây giữa kia. Đây đúng không? Bây giờ là bọn em có lá quế rồi này, cây cây quế có cả lá cả cành quế rồi. Mía. Và chắc chắn rồi sẽ có vài ống tre nữa. Cây to to này này. Đây. Chặt nhanh lên. Chặt cao thế. Này, trong này còn rất là nhiều mía các bạn. Nhanh lên. Có mía có quế mà chúng ta lại tiến hành món quế, món mía hấp quế nướng trong ống tre thôi. Ok chưa? Được chưa? Rồi, đi. Có chứ, bây giờ về nhà lấy bật lửa thôi đi. Ok các bác, bây giờ thì mía rồi, quế rồi, đây các bác. Và bây giờ đi tìm ống tre thôi. Rồi đi cầm dao đi tìm ống tre thôi. Đi. Tạm thời để mía ở đây đã. Đây rồi các bác ơi, có tre rồi. Trên chỗ em thì cây này gọi là cây vầu. Còn không biết các bác là dưới các bác ấy, cây vầu thì gọi là cây gì nữa. Bởi vì mỗi nơi có một phương ngữ khác nhau các bác. Bây giờ thì chỗ này rất là dốc này. Đi xuống đi, xuống trước đi. Rồi, vẫn là cái thanh niên ngã bùn sơ mờ lờ. Bây giờ sợ rồi, bây giờ xuống chọn một cây thôi. Chắc là lấy cây non non này thôi. Ok các bạn, tiếp tục à. Rồi, tiếp tục đi lấy tre thôi. Lấy cây vầu thôi. Cẩn thận đánh ngã nha. Đây, chắc là lấy cây này thôi. Mình phải lấy cây non các bạn. Mình cho mía vào bên trong để hấp ấy, thì phải lấy cây non thì nó sẽ lâu cháy hơn. Chứ còn mình lấy cây mà già già thì chắc chắn nó sẽ cháy nhanh hơn. Mình lấy cây này thôi. Đây, cây này. Trượt xuống cái dốc này là lên tay phiên luôn đấy. Vác luôn ra nào. Khỏe lên ra nào, yếu thế. Rồi, đi rồi. Đừng có trượt xuống đây nhé. Có mía, có quế, có... Đây rồi, đi. Đi thôi. Đi làm cái gì đây này? Rồi, đi. Này vác đi, vác cái ống này đi nha. Đây, mỗi người một vác một ống thôi. Đi chưa đi? Đi. Mệt quá các bác. Để có được cái món quế hấp này thì mía hấp quế này không hề đơn giản thế nào. Nhanh cái chân lên xem nào. Nặng không? Hả? Cái ống tre này nặng cái gì đúng không? không nặng mà cái cú ngã hôm trước đúng không? Ngã ở bùn. Đây rồi.
Hiện tại khá là nắng các bạn, mình phải ra cái chỗ râm kia để nướng thôi. Ok các bạn, bây giờ có mía đây rồi, có mía, có quế rồi, có cả ưu tre rồi. Bây giờ thấy không, đây là mía, có mía và có ưu tre. Mình sẽ tạo thành cái ống như thế này. Sau đấy là mình cho quế, cho mía vào trong này các bác nhé. Lấy rơm rơm đi kiếm củi khô nhá. Lấy mấy cái củi con ấy, về xong tí nướng cho nó nhanh. Củi khô đi. Được rồi, này cũng là hết. Được rồi. Đây, cứ gom hết cái củi như nào cũng được. Đây là đỡ mía đầu tiên, mình sẽ cho vào trong cái ống tre này các bạn, vừa vặn luôn. Và đầu tiên đúng rồi, không khí mình cho cả quế vào nữa thì cả thơm mà. Ok xong các bạn, bây giờ là xong rồi. Mía đã cho hết vào cái ống như này, ống tre này đây. Bây giờ bỏ quế, hoa bỏ quế, bẻ cái cành á, lấy cái cành đó. Lấy cành con, tước hết lá đi. Sạch nhá, mai chú. Bẻ càng vụn càng tốt nhá, bẻ vụn đi, bẻ vụn như này. Không cho vào.
Thơm quá các bạn, quế rất là thơm. Bây giờ thì cho quế vào cùng lấy cái cành sạch sạch nhá Hoa nhá. Đó, xếp gọn quế vào. Trai giúp bẻ quế đi, bẻ cái lấy cái cành này, bẻ những cái cành như chị này. Cho hết quế vào trong này. Đâu nhỉ? Mày hái được nhiều phết mà. Cho hết quế vào trong cái ống tre này các bạn. Đây. Cho càng nhiều thì sẽ càng thơm các bác nhá. Cứ cho nhiều vào. Đừng có sợ hết. Có cứ cho hết vào. Bẻ vụn như này. Thơm quá. Sự là cái món mía hấp quế này sẽ rất là ngon đấy. Bình thường thì mọi người sẽ hấp quế, mía hấp quế ở trong cái gì nhỉ? Cái nó hay để đồ xôi ấy, cái chõ đúng rồi, cho vào cái chõ để hấp. Còn đây là em nghĩ ra cách là nướng hấp ở trong cái ống ấy. Thử xem là có ok không này. Bác phải theo dõi đến khi mà bọn em cho thành phẩm nhá. Thì lúc đấy mới biết được là có thơm hay không. Hoa cho vào đây, cho vào đây, cho vào cái khe này cho chú. Cho đây này, đây này, đúng rồi. Rồi, hết chưa? Xem bẻ hết chưa? Đâu bẻ bẻ nốt cho vào cái ống này đi, ống này ít quá. Ống này còn rất là ít mà. Có vài cành thôi. Đáng lẽ là mình phải cho bỏ mía ra đã. Cho một ít quế vào trước rồi đấy là bỏ mía vào sau. Đây cho vào cái ống này chú. Bẻ hết rồi. Cho cả cái đây này. Cho vào trong nhá, nhét vào tận trong luôn. Mía rất là ngon các bạn. Đây, cho cái đoạn mía này vào. Lấy cành sạch nhé, đừng có lấy cành bẩn nhé. Hồi bọn em sẽ làm cái bếp ở đây và đun luôn. Đun cho nó bao giờ cái ống tre này cháy thì chắc là cái mía cũng được hấp. Cái quế này rất là thơm. Rồi, nhét nhét, bây giờ nhét cái ống này vào. Ok, bây giờ thì đậy 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 lại thôi. Cho mía cho quế vào ống hết rồi, đậy lại thôi, xong chưa? Nhấn mạnh vào, nhấn mạnh vào là vào mà. Ô, sao không ấy nhỉ? Bây giờ cho vào ông này đậy cái nắp lại các bạn, đậy lại cho thơm, sau đấy là tiếp tục tiến hành cái bếp. Ok, như vậy là quế đã sẵn sàng rồi. Cho một tí lá vào đi, cho một tí lá quế vào cho nó màu mè, vo nhá, vo 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 nát cái này. Cho nó vụn hết đi. Không cho vào. Chắc chắn là khi mà cái ống này nó cháy thì nó sẽ hấp nóng ở bên trong này, sau đấy chắc chắn là sẽ rất là thơm. Lấy cái lá sạch nhé, đừng có lấy cái đá lá bẩn nhé. Vì nó bám hết vào cái mía này. Ăn không ngon đâu. Cho càng nhiều tốt nhé. Sao thằng nghe bổ lâu thế? Bổ mỗi cái ống tre để đun mà lâu đấy. Thanh niên ngã ruộng. Bổ nhanh lên sao nào, đi không nhìn thì chẳng ngã ruộng à. Nhanh lên rồi, để đấy tí tí chú bổ nào, đậy vùng, đậy cái nắp à, quyền nhỏ nhầm, đậy vùng chứ, bỏ vụn đúng rồi. Rồi ok, bây giờ bọn em sẽ đậy nắp này lại thôi. Đây là nó. Nhanh. Nở. Đây các bạn, bây giờ đậy cái nắp này lại. Đậy cái nắp lại, nhưng mà lấy cái gì buộc bây giờ nhỉ? Đấy, lại không lấy cái dây về buộc rồi. Ok, như vậy là có hai ống tre mía rất là thơm rồi các bạn. Đây. Rất là thơm rồi. Bây giờ làm cái bếp thôi, làm cái bếp để nướng thôi. Ok, ống tre đây, hai ống mía. Ok, bây giờ là sẽ làm cái bếp ở đây các bạn. Bây giờ sẽ làm một cái bếp ở đây, sau đấy là đặt hai cái ống này lên nướng thôi.
luôn hai cái ống này. Đúng không? Lấy đúng rồi, lấy củi này. Đặt lên. Bây giờ phải buộc cái ống này lại đây các bác. Không tí nó đang đun thì nó lại bốc hơi thì nó lại bung ra mất. Okay. Cái ống này thì chắc không cần phải buộc đâu nhỉ. Đi kiếm củi khô đi, đi kiếm một ít củi khô lên đi em. Đi đi thôi. Vâng. Tắt đi. Xong xuôi các bác, bây giờ củi đã có đầy đủ rồi. Chắc tầm này cũng đủ để cháy cái hai chỗ này rồi. Để đến lúc vị quế nó thấm hết vào mía rồi. Bây giờ thằng nhóc đang bật bếp. Rồi, khói rồi. Cháy đông này. Thế nào, mời chú xem. Nóng bếp rồi các bạn. Còn chỉ còn mỗi công đoạn chín cháy và chín nữa thôi. Thơm nữa thôi là ok. Này nó dự trữ rơm nó nhiều. Cho rơm vào bên cạnh cho nó chạy. Ít thôi. Cho từ từ thôi. Ui, cho vào. Cho nó cháy đi. Cho vào bên cạnh như này này. Cháy nào cũng đốt đấy, cũng cháy tóc bây giờ. Rồi. Ok. Giờ chờ nó chín các bạn. Giờ chờ nó cháy hết cái chỗ củi này chắc là cũng ok rồi các bạn. Ui, nóng quá. Thật sự là rất là thèm mía rồi các bạn. Không biết là có cháy nổi ở dưới không hay là nó chỉ cháy ở bên trên này. Thế khổ. À, cháy bùng bùng hết chỗ rơm này lại không cháy là chết rồi. Đang cần cháy ở bên trong. Đó, bắt đầu nóng rồi, nghe tiếng chè nó bắt đầu ok rồi đấy, sụt bọt rồi đấy. Giờ chờ chín thôi các bạn, chờ nó. Bây giờ cháy hết cả hai cái ống chè tươi này thì mình bắt đầu bỏ ra. Chắc lúc đấy là cũng đủ nhiệt hấp hơi để mà cái vị quế nó thấm vào mía rồi. Đốt cho cái bên này cháy nè các bạn ạ. Hy vọng là từng này củi để đủ để mà nướng hai cái ống tre này cháy. Không là phải đi lấy thêm củi. Ôi, cháy rất là to rồi. Có vẻ ổn đấy các bác ạ. Hoa đi lấy rơm cho chú một tí nữa. Hoa lấy rơm một tí nữa cho bên kia nó cháy nốt đi, còn nhanh còn chín nó còn ăn chứ. Thổi bên kia cho nó cháy sao nào, còn nó cháy tóc. Cháy chưa? Có cháy được không?
có cháy được không? Không cháy được thì bảo lấy rơm thêm, cho thơm, cho thêm rơm vào cho nó nhanh cháy. Con cháy đúng không? Được. Này có cháy đâu, bố bố nói lửa. Bên này. Để nó bén ra. Đây bật lửa đây. Bắt đầu ngửi một thấy mùi thơm rồi các bạn, mía thơm bốc mùi rồi đấy. Mùi quế, mùi mía. Đúng rồi, cho vào hết đi. Cho vào hết cho nó bén sang bên đấy, cháy bên đấy luôn. Ở quê nhiều trò lắm bác ạ. Chắc là mai em sẽ lại giới thiệu với các bác đi bắt trạch và nướng rơm. Trên một cái khá nhiều trạch và ruộng lúa ấy, các bạn, ruộng lúa nước thì có khá nhiều trạch. Các bác muốn theo dõi thì đừng quên đăng ký kênh của em và bấm vào chuông nhé. Thì khi mà em ra clip mới thì các bác mới có thể xem được luôn. Các bác thấy không? Cái ống tre bắt đầu xì khói rồi, tức nghĩa là bên trong đã nóng rồi. Và bên trong đủ nhiệt thì sẽ át cái mùi quế vào trong mía thôi, rất là thơm. Trước thì em có hấp mía ở trong với quế ở trong cái chõ rồi, nhưng mà bị hồi đấy là dùng chõ gỗ nên là hỏng luôn cả cái chõ luôn, cái chõ không thể đổ sôi được, mỗi lần đổ sôi là lại có mùi quế, nên là em rút kinh nghiệm bây giờ phải hấp vào trong này thôi, thì xem là có ok không. Em cũng đang rất là mong chờ cái sản phẩm đầu tiên mình nghĩ ra là nướng ở trong cái ống tre như thế này. Các bác mà có ý tưởng gì muốn góp ý với em thì các bác cứ bình luận ở bên dưới nhé. Rất là muốn các bác góp ý với em để em có thể làm những cái clip mà hay nhất để các bác cùng xem. Bên kia là cháy gần hết rồi mà bên này vẫn còn không bén các bác. Cái sai lầm. Bây giờ chỉ cần cái ống này cháy nữa thôi là có thể bỏ ra xem rồi. Các bác thấy cái ống này đã cháy đen hết rồi. Còn một ống nữa. Đây, đây bắt đầu có gì nước rồi. Chắc là nước của mía các thứ rồi. Nãy em còn định cho thêm tí nước vào để cho nó sôi, nhưng mà ống tre tươi thì chắc không cần phải cho thêm nước đâu. Cũng ok thôi. Rồi, còn ống bên kia thôi. Nhờ. Ống bên kia mà cháy đen như xì như ống bên này là chắc là mình cũng mở được rồi. Vặt lá đi, vặt lá chuẩn bị xếp lá vào, xong tí mình bỏ mía ra cho nó ăn cho nó sạch sẽ. Vặt lá xếp gọn rồi nhá. Xếp mà cho nó đẹp vào. Để tí mình còn bỏ mía ra ăn mới ngon, mới sạch sẽ này. Không thì bám đất hết mất. Cứ xếp vào đây là xếp giữa đường ra. Cứ mỗi lần vào rừng là lại bao nhiêu cái trò các bác ạ. Đúng rồi, xếp vào. Xếp gọn gọn. Thế mình bỏ mía ra đây thì ăn. Nãy quên lấy lá chuối nhỉ, lấy lá chuối thì tuyệt vời á. Thơm, thơm lắm rồi. Đây là cháu đi nhá. Ok các bạn, lửa tàn rồi, bắt đầu khui rồi. Bỏ từng cái ra, bỏ từng cái ống ra. Bỏ hẳn ra hẳn ấy, không tí bụi nó bay ra. Ui rồi mía nhìn vàng kìa. Các bác này, nhìn mía vàng kìa này. Bọn này mang quay thử. Ui giời ơi, thơm quá luôn. Quá thơm luôn. Rồi, cái đoạn này mà tí mà do bếp vào. Ui nó ra cả nước này các bạn, ra cả nước. Đi uống nước. Cái nước này không biết có uống không, sóng xanh luôn. Tiếp tục gạt cái ống ấy. Ui thơm quá. Ui cái đoạn này cháy mất rồi. Thơm quá các bác. Đây mía rất là vàng luôn. Đây lá quế đã úa hết rồi. Không uống được đâu nữa, Tránh ra. Rồi bỏ từng cái đớn mía ra thôi. Ui giời, lại để cái lò bếp nó vào trong hết rồi.
Tí phải bỏ cái bụi này đi. Nóng nha, bỏng nha. Thơm quá này, các bác thấy bốc khói này. Thơm quá. Ủa, cái này trứng mua đây, nó bếp rồi. Đây nó chảy cả nước này các bạn. Chắc là nước mía rồi. Ngọt quá. Cái nước này rất là ngọt, đúng không? Đó, đây, cái nước. Nước uống được mà. Ôi, không uống đâu. Ăn miếng. Chắc chắn là sạch rồi nhưng mà thôi. Bỏ nốt cái này ra. Cái này vàng hết. Chả vàng nó úa hết mà. Lấy dao, lấy dao, lấy dao. Lấy dao, lấy dao. Lấy dao khui ra. Quay đây xem nào, quay bên này, quay này. Đó, đừng để cái than nó vào trong nha, thì cũng đen hết là không ăn được đâu. Bỏ đi, lấy dao tiếp tục dao. Lấy dao đi. À, lôi. Nóng quá các bạn. Này, mềm nhũn rồi, mía đã mềm nhũn rồi, vàng luôn, vàng ươm luôn, thơm luôn. Rất là thơm, có thơm quế không? Rất thơm đúng không? Thơm không? Quá thơm luôn. Bỏ nốt ra đi. Ôi sổ ôi. 5, 6. Wow. 6 đỡn. Bé thì ăn cái đen đen nhá, còn lớn thì ăn cái vàng vàng nhá chứ. Bây giờ có ăn không? Bé thì ăn cái đen đen này thôi. Bé ăn cái vàng không lớn được. Đây cái nước này rất là ngon các bạn. Ngọt, ngọt. Ngoài trời nó nguội đã các bạn ạ. Bây giờ nóng quá, ăn bỏng mồm mất đây. Khói bành nghi ngút rồi. Rất là thơm à. Ôi giời ơi. Đây là món món mía hấp quế nướng trong ống tre. Thơm quá. Ôi thơm quá. Bé ăn cái đấy rồi, bé ăn cái dài với cả cái đen đen này. Ôi bây giờ thì em mời các bác nha. Mời các bác thưởng thức là món mía hấp quế nướng trong ống tre đây. Cái nước của nó này, em giới thiệu lại với các bác cái nước. Sau khi mình đun mình nướng thì nó ra cái nước mật mía này với cả cái quế rất là cay, ngọt, thơm. Ôi, bây giờ mời các bác nha. Ăn đi. Ăn ăn thưởng thức thôi. Cháu thưởng thức đã. Mời bác nha. Bác có ăn không? Quay của ý của cái này. Ở miếng to quá. Miếng to quá. Ăn miếng bé nào. Rất là giòn. À, rất là thơm. Và thơm mùi vị quế ngọt của mía và rất là giòn. À. Chào. Ngon không? Có. Rất là thơm đúng không? Thơm mì quế à. Bây giờ mỗi người phải một đỡn rồi nha. Cái đỡn dài tí chia nhau nha. Ngon không? Thanh niên ngã ruộng. Ngon. Thanh niên ngã ruộng. Thanh niên ngã ruộng. Anh em ai ăn hết nha. Ăn đi, ăn mía hết đi. Bây giờ bọn em sẽ phải đãi chỗ này thôi. Rồi em xin phép dừng clip tại đây thôi. Chào các bác nhé. Các bác đừng quên đăng ký, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những cái clip tiếp theo của em. Và cũng mong các bác là bình luận để góp ý cho video của em được hoàn thiện hơn. Và nếu thấy hay thì các bác có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem là cách hấp mía với quế trong ống tre như thế nào nhé. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Chào các bác.